Anh em chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Nam Audio 61. Anh em có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo điện thoại hoặc Zalo 0977885088 gặp Nam anh em nhé. Hôm nay em có cái đôi loa bass này, đôi loa bass 40 của JBL anh em nhé. Đôi này thì tình trạng nó vậy anh em. Trước em có quay lên một lần rồi thì có anh khách quen của em, anh lấy để anh đem về, anh đi tức là anh ở nước ngoài anh về anh tính đem qua để anh ráp loa bên đó. Thế nhưng mà gửi chúng vào cái dịp Tết đó anh em. Tết âm lịch vừa giờ đó em gửi ra thì nó bị kẹt. Nó bị kẹt là người ta không phát kịp thì nó dính ở ngoài bưu cục mất mấy ngày. Thì đến lúc mà người ta đi phát được thì anh lại không có chờ được, anh lại đi ra nước ngoài mất. Thì coi như là cái cặp loa này thì đúng ra là nó đi, nó xuất ngoại rồi. Nhưng bây giờ do số nó không xuất ngoại được thì nó lại ở Việt Nam. Nó phục vụ anh em mình anh em nhé. Đây là nó chuyển hoàn này. Đó. Do cái bưu điện nó dính vào dịp Tết anh em, nó bị dính dịp Tết, mấy hôm Tết nó không phát được, rồi đến lúc mà phát được thì anh đó anh đi về nước ngoài mất, anh không chờ được thì thôi em lại lấy ra em bán lại cho anh em nhé. Cái đôi này thì em có quay một lần rồi, em đóng rất là kỹ anh em, khui ra cho anh em mình xem luôn đó, còn nguyên bưu điện, còn nguyên đai nguyên kiện bưu điện nó chuyển hoàn về anh em, mà em bận quá bên hôm nay em mới khui ra em quay cho anh em. Đóng rất là kỹ anh em nhé. Yên tâm là anh em nhận được loa là sẽ còn y chang như là thế này luôn. Cái cặp này là nó là cái nón của nó bị Nhật họ thay rồi. Nó còn rất là zin luôn. Thì em sẽ thanh lý cho anh em nhé. Em thanh lý anh em cái cặp này 6 triệu thôi. Rất là rẻ để anh em cái mặt này lên trên này. Đây anh em mình xem nhé em, cái này người ta chuyển hoàn lại từ sau Tết cơ nhưng mà em bận quá. Đấy, đóng ở bên trong là hộp giấy này, bên ngoài là đấy, bên trong mới là hộp giấy. Đấy, bên trong mới cuốn xốp. Trong cái chèn xốp. Đây để em lấy ra. Đôi này em có quay cho anh em rồi. Đấy, rất là đẹp anh em nhé. Còn nguyên si luôn. Đôi này rất đẹp luôn, em thanh lý cho anh em mình 6 triệu nha anh em, mình có thể tìm lại. Ai nặng lắm, một tay không xách được anh em. Cái đôi này anh em mình tìm lại cái clip hoặc là anh ạ. Nó là E140-8 anh em nhé. E140-8. Em có quay cho anh em mình rồi, nó rất là zin. Chỉ có thay cái cặp nón thôi. Em thanh lý cho anh em là giá 6 triệu nha. Đôi này thì em thanh lý giá cực tốt luôn, bát 40. Anh em tìm lại cái clip của em là E140-8. Đó, em đang còn chuyển hoàn lại nguyên cục đó như vậy. Anh em nào mà lấy thì liên hệ với em. Em thanh lý lại cho anh em giá rẻ để anh em mình chơi nha. Lôi ra quay lại nữa nó mất thời gian lắm anh em. E180-8 rất là đẹp luôn anh em. Màng miếc của nó còn đẹp keng luôn đó anh em nhé. Em xin lỗi, E140-8 nha chứ không phải 180. E140-8 anh em search cái clip đó nha. Em tìm cái clip đó rồi em dẫn lại link ở phía dưới của cái clip này cho anh em mình xem nhé. Dạ cảm ơn anh em, xin chào anh em.